Chúng ta tiếp tục sang bài số 4. Bài số 4 là một cái bài về nó không gian. Thì tôi quan tâm đến cái những cái dự kiện phía sau là một cái hộp thiết cao cấp có đáy là hình tròn và đường kính đáy là 28 cm. Tôi biết ngay là hộp này là hình trụ. Chiều cao là 12 cm. Tôi muốn trang trí hộp bánh để gọi là tính nghĩa xung quanh của hộp bánh và diện tích toàn phần của hộp bánh. Chú ý là tại phần này thì không tính diện tích đáy hộp, để gọi là tính thể tích của hộp bánh. Rồi, tức là vẽ hình để hình dung ra được hộp bánh này nó như thế nào. Là một cái dạng hình trụ. Đây. Rồi. Thì thứ nhất đáy là hình tròn, đường kính đáy là 28 cm. Tức là cái độ dài đường kính đáy của nó. Tôi sẽ đây qua đây. Là 28 cm và chiều cao của nó đoạn này là 12 cm. Rồi, thứ nhất là tính diện tích xung quanh của hộp bánh thì áp dụng công thức là xong thôi. Thì diện tích xung quanh thì nó chính là bằng 2πr nhân cho h. Xung quanh chính là chu vi của đáy nhân với chiều cao. Rồi. Tôi viết gọn hơn là cứ viết như vậy đi. Thì 2 ở đây pi, r là bán kính và đường kính là 18, vậy ta suy ra được ngay là bán kính của ta bạch là bằng 14 cm. Như vậy thì 2π nhân 14, h chính là 12. Đây. Em tính kết quả ra được đó là 1.000, kết quả được là 336π, và cái này sắp xỉ là 1.055,6 cm². Rồi tiếp theo là s toàn phần mà không tính diện tích phần đáy hộp, tức là cái phần đáy này mình bỏ đi, tính diện tích xung quanh và cái phần này thôi. Và cái phần nắp đó thôi sẽ có được là s toàn phần sẽ bằng s xung quanh cộng với s của một mặt thôi, một s của một mặt đáy thôi, và không tính mặt mặt phía này, tính trên này thì ta sẽ được là s xung quanh thì là ta giữ nguyên s đáy, tức là s mặt trên này nè. Thì công thức của ta là pi nhân cho bán kính bình phương. S xung quanh thì là 10. Ở đây S xung quanh các em đưa về số chính xác đi để cho nó để kết quả làm tròn thì chuẩn xác hơn. S xung quanh ta đưa về là 336π. Đây là bằng pi r bình phương, r là 14, gọi là 14 bình phương. Em tính ra được nó sẽ bằng là 532π. Kết quả này nó sắp xỉ là 1671,3 đơn vị là cm². Rồi. Tiếp đến là tính thể tích của hộp bánh. Rồi, vậy là V. V đó chính là bằng diện tích đáy nhân với lại chiều cao. Diện tích đáy chính là bằng pi r bình. Chiều cao là h. Pi r bình chính là 14 bình phương, h là 12. Ở đây các em tính ra được kết quả là kết quả của chúng ta sẽ sắp xỉ 7.389 và đơn vị của chúng ta chính là cm³. Đây là thể tích. Rồi. Chúng ta đã xong được bài số 4, một câu rất là cơ bản về hình trụ. Ta cùng nhau sang bài số 5. Đây chính là một bài toán
giải bằng cách lập hệ phương trình. Ta cùng đọc bài. Là một trường thì cần chia đều các quyển tập thành các phần quà bằng nhau. Thì nếu một phần quà giảm đi 12 quyển tập thì ta sẽ có thêm 52 phần quà mới. Nếu mỗi phần quà mà tăng đi 6 quyển đi, mỗi phần quà mà 6 mà tăng đi 6 quyển tập thì sẽ giảm đi 14 phần quà. Để hỏi là trường của chúng ta có tất cả là bao nhiêu quyển tập? Rồi. Chắc cũng đi vào bài toán. Thì thứ nhất á là trường này á sẽ có một số lượng quyển vở nhất định nha. Nhà trường này sẽ chia thành các phần quà khác nhau. Đó. Mỗi phần quà này đều có một cái lượng vở là như nhau. Rồi. Đây là nếu như giải thích nè. Tức là nếu mà mỗi phần quà của chúng ta mà giảm đi 12 quyển. Đó. Thì khi đó thì ta vẫn có thể tiếp tục chia cái khối cái vở ban đầu này thành thêm được 52 phần quà mới. Đó. Mặt khác, ở cái ý thứ hai họ nói rằng là gì? Nếu mỗi phần quà mà tăng 6 quyển. Đó. Tăng lên 6 quyển thì là số phần quà của chúng ta sẽ giảm đi 14 phần quà. Đó là nó sẽ giảm đi bớt đi 14 phần quà. Rồi. Phải hỏi là số quyển tập ở trong cái hình này nè là bao nhiêu? Rồi, chúng ta cùng giải bài toán. Ta thấy là có hai cái đại lượng thay đổi trong cái bài toán này. Thứ nhất là gì? Là số quyển vở. Số vở trong một trong mỗi phần quà. Số vở trong mỗi phần quà. Trong mỗi phần quà. Và thứ hai, cái đại lượng thay đổi tiếp theo á là gì? Số phần quà, đúng không? Các em nhận xét là gì? Nếu mà số vở trong mỗi phần quà nó tăng lên thì số phần quà sẽ giảm xuống và tương tự trường hợp ngược lại. Như vậy, ta sẽ gọi x chính là cái này và y chính là số phần quà. Rồi, cùng nhau đi vào để giải của bài toán. Nhất ta sẽ gọi x là số vở trong mỗi phần quà. Ta nhận xét là gì? Ở câu thứ nhất, nếu mà mỗi phần quà mà giảm đi 12 quyển tập thì ta vẫn sẽ có thêm 52 phần quà nữa. Tức là gì? Khi mà ta giảm đi 12 phần quà thì ta vẫn có thể tiếp tục chia thành các phần quà nữa. Tức là gì? X này phải lớn hơn 12. Đó, tức là bớt đi 12 rồi vẫn chia được, tức là x phải lớn 12. Tương tự, ta gọi y là số vở, là số phần quà. Của nhà trường. Ta đọc nè, ta thấy là gì? Nếu mỗi phần quà mà tăng thêm 6 quyển thì sẽ giảm đi 14 phần quà. Đó tức là gì? Nếu ta tăng quyển tập lên thì số quà nó sẽ giảm đi 14 cái. Đó tức là số phần quà nó vẫn sẽ còn, tức là gì? Y này phải lớn hơn 14. Rồi. Ta cùng nhau lập hệ phương trình để giải quyết cái bài toán này. Thì ta nhận xét là gì? Vậy là từ giả thiết ta sẽ có được hệ phương trình. Ta có hệ phương trình. Rồi. Ta nhận xét là gì? Nếu á mà mỗi phần quà và giảm đi 12 quyển tập, x chính là số vở trong mỗi phần quà, tức là gì? Thì nếu nó mà giảm đi 12, chứng tỏ gì? X sẽ bớt đi 12. Đó. Ngoài ra thì khi mà giảm đi 12 quyển tập á, sẽ có thêm 52 phần quà nữa, tức là y chúng ta sẽ tăng thêm 52. Và đặc biệt á là cho dù số, tức là số vở mà nó tăng, tức là ít tăng
y cũng sẽ giảm theo. Nhưng lưu ý là khi tích của nó vẫn sẽ luôn ra đó là số quyển vở mà nhà trường có được. Đó, vì nhà trường có luôn có một số lượng này để nhà trường phân thành các phần quà cho học sinh. Tương tự, đối với cái ý thứ hai đó là gì? Nếu mà tăng mỗi phần quà tăng lên 6 quyển, tức là gì? X ta cộng thêm 6. Thì các phần quà sẽ giảm đi 14, tức là y trừ đi 14. Và rõ ràng tích của nó vẫn sẽ là x nhân y. Ta sẽ tiến hành biến đổi cái hệ phương trình này để ta đưa về những về cái dạng mà có thể giải được. Ở đây thì ta sẽ nhân phân phối ra. Ta được là x y cộng 52x trừ đi 12y. Và cái này chính là trừ 12, trừ 12 nhân cho 52 ra là trừ 624 bằng x y. Tương tự, phương trình ở dưới là x y trừ cho 14x cộng cho 6y. 6 nhân trừ 14 kết quả ra được là trừ 84 bằng x y. Đây các em tiến hành triệt tiêu x y ở hai vế đi. Đây là thì ở trên ta được là 52x trừ cho 12y sẽ bằng 624. Tương tự phương trình ở dưới ta được là trừ 14x cộng 6y sẽ bằng 84. Rồi. Ở đây sử dụng phương pháp là cộng đại số để ta giải phương trình này. Thì ở đây thầy thấy là trừ 12 đây là 6. Sẽ nhân 2 lên ở phương trình dưới này để có thể triệt tiêu cái 12y đi. Và ta sẽ nhân cho 2 ở phương trình dưới. Được là ta phương trình ta vẫn giữ nguyên 52x trừ 12y bằng 624. Ở dưới là 14x nhân 2 lên rồi thì là 28x cộng cho 12y. 84 nhân 2 là bằng 178. Cho 68. Ok, 168. Rồi. Thì gọi đây là 1. Đây là 2. Thì ta sẽ lấy 1 cộng với 2 nha. Đấy. 1 cộng với 2. Thì ta sẽ được là gì? 12 trừ 12y cộng với 12y là hết 52x mà trừ đi 28 sẽ còn là 24x. 628 cộng cho 168 sẽ bằng là 792. Ở đây em biến đổi tương đương sẽ được là x sẽ bằng 33. Rồi. Khi x bằng 33 rồi thì từ phương trình số 1 ha, ta sẽ có được y sẽ bằng là suy ra được y của chúng ta chính là bằng gì? Em chuyển y qua phía bên này được là 52x trừ cho 624 được chia cho 12. Các em thay x bởi 33. Rồi, bấm máy. Ta sẽ được kết quả là 91. Rồi. Như vậy thì ta x chính là số quyển vở ở mỗi phần quà, như vậy là số vở ở mỗi phần quà là 33. Và y chính là gì? Là số phần quà sẽ là 91. Tuy nhiên ở đây vẫn chưa xong, vì ở cái đề nó hỏi là gì? Nó hỏi là trường có tất cả bao nhiêu quyển tập. Đó. Ta biết rằng là gì? Mỗi quyển vở thì một phần quà là 33, mà số phần quà là 91. Như vậy thì ta có được, ta suy ra được là
Sơ quyển vở. Nhà trường có sẽ nhân lại đúng không? Là 33 nhân với 91 và kết quả cho ta được là 3003. Quyển vở hoặc quyển tập cũng được. Ok. Ta đã xong được bài số 5 một bài toán về lập hệ phương trình. Rồi, ta cùng sang bài cuối cùng là bài hình học. Ta cùng xem qua đề. Thứ nhất là gì? Cho tam giác ABC nhọn nối tiếp đường tròn O. Đây là đường tròn O. Hình đây hình hơi mờ. Kẻ hai đường cao đó là BE. Sẽ ghi rõ các điểm ra đây. BE và đường cao CF. F nằm đây. Rồi. Và này khác nhau tại điểm H. Ở câu A. Chứng minh là tôi giác AF. Đây là A nè. AFHE là tứ giác nội tiếp và tứ giác BFEC cũng là tứ giác nội tiếp. Đây ta nhìn thấy ngay là gì đây? Đó là A tứ giác AFHE thì đều có góc F và góc E là góc vuông. Nên chúng cộng lại bằng 180 độ. Và từ đó ta suy ra được ngay là tứ giác AFHE là tứ giác nội tiếp. Như vậy thì ta chỉ cần xét tứ giác AFHE nó có điều gì? Tức là góc AFH cộng với lại góc AFH cộng với góc nào? AEH nó bằng 90 độ vì nó là góc vuông mà, cộng cho 90 độ bằng 180 độ. Đây. Do đó tứ giác AFHE sẽ nội tiếp. Rồi. Rồi là xong ý đầu tiên. Tiếp theo là tứ giác BFEC nội tiếp. Đây cũng là một cái tứ giác rất đây là một điều rất là dễ chứng minh. Thấy rằng là góc F là góc vuông, góc E là góc vuông, góc F và E này bằng nhau. Và hai góc này nó cùng chắn cái đoạn BC. Vì do đó là BFEC sẽ nối tiếp. Như vậy này ta sẽ xét cái tứ giác BFEC ta sẽ có điều gì? Đó là góc BFC bằng với góc BEC và bằng 90 độ. Mà chúng cùng nhìn đoạn BC thì từ đây dẫn đến là gì? Đó là BFEC sẽ nối tiếp. Rồi, mình đã xong được ý A, một ý là cơ bản. Ở ý B, đây vẽ đường kính AK, ta gọi thông ô, thì đường kính AK, K chính là điểm này. Đây, đó. Chứng minh rằng tứ giác BHCK là hình bình hạnh. Đây cũng là một bài có thể là quen thuộc với một số bạn. Thì để chứng minh là tứ giác BHCK là hình bình hạnh, sẽ chứng minh là các cạnh đối của nó song song với nhau là đủ. Thế rằng là gì? BH tức chứng minh là BH song song với KC chứng minh như thế nào? Thấy rằng là gì? BH á, nó vuông góc với là gì? AC, BH là đường cao. Ngoài ra có phải là CK nó có vuông với lại AC không? Rõ ràng nó vuông. Tại vì sao? Là vì AK là đường kính mà C chắn nữa, tức là C sẽ chắn cái đường kính này, là góc ACK sẽ bằng 90 độ, tức là KC sẽ vuông với AC. Đó.
Tương tự CK, CH vuông với AB và BK cũng vuông với AB do là AK là đường kính, tức là góc ABK vuông. Đó. Rồi. Có như sau. Ở câu B thì ta sẽ thấy rằng đó là gì? Góc ACK là bằng góc ABK. Lý do là vì đó là góc, chúng là góc nội tiếp và chắn nửa đường tròn O. Đó. Khi có hai điểm này, khi mà có hai góc vuông như vậy, à, đây là bằng 90 độ nữa nha các em. 90 độ nữa. Rồi. Khi mà ACK và ABK nó bằng 90 độ thì ta suy ra được ngay đó là gì? AC vuông góc với CK và AB vuông góc với BK. Rồi. Khi đó thì ta quan sát ta, khi đó ta có thứ nhất là gì? Cái phải là gì? Đó là BH vuông góc với BH đây góc với AC mà CK nè nó cũng vuông với lại là AC. Rồi các em suy ra được đó là BH song song với CK. Tương tự các em có là gì? Đó là CH nha, BH rồi CH nó vuông góc với lại là AB. Thứ hai là gì? Đây BK cũng vuông với AB. Là các em suy ra được ngay đó là gì? CH song song với lại là BK. Rồi. Bây giờ ta sẽ xét cái hình bình hành nào. Hình bình hành BHCK. Xét tứ giác. Xét tứ giác BHCK. Thế mà nó có hai điều. Là BH nè. Song song với CK. Và CH song song với BK. Như vậy, tứ giác này có các cặp cạnh đối song song với nhau. Do đó, suy ra được ngay là tứ giác này chính là hình bình hành. Là hình bình hành. Rồi, vậy là xong được câu B. Ta cùng sửa câu C và câu D. Câu C thì gọi S là giao điểm của EF và BC. S sẽ lên đây. Chứng minh rằng SF nhân SE sẽ bằng SB nhân SC. Rồi. Thì là một tính chất đặc biệt của tứ giác nội tiếp thôi. Em chứng minh cái tích này rất đơn giản qua tam giác đồng dạng. Ở câu D thì ta gọi M là giao điểm của AS với đường tròn O, tức là M là điểm này. Đó. Thì ta cần chứng minh rằng là gì? Ba điểm MHK này phải thẳng hàng. Sẽ đi qua từng câu nha. Rồi. Chúng ta sẽ sang câu C. Thì câu ở câu C là ở câu C thì yêu cầu là chứng minh rằng là câu C yêu cầu chứng minh đó là SF nhân SE bằng là SB nhân SC. Rồi. Thì em đưa về tứ giác nội tiếp thôi. Thì không đưa đưa về tính đồng dạng thôi. Em viết lại thành là SF chia SB sẽ bằng là SC chia SE. Cái này em đưa về tam giác nào? Tam giác SFB. Tương tự sẽ đồng dạng với bên đây. Em đưa về tam giác nào ta? Đó là tam giác SCE là xong. Vậy sẽ có lời giải như sau.
đó là xét tam giác S, FB và tam giác SCE. Nhất là tìm ra hai góc chung là xong, hai góc là xong. Nhất là cái SFB và SCE thì có góc S chung nè. Đó. Có góc là E SC chung. Tiếp theo, ta cần tìm một góc thứ hai. Em nhận xét là gì đây? Do là cái BF EC nội tiếp nên là góc C này là bằng góc ngoài của góc F này, chính là góc này, F ở ngoài này. Đó, tức là gì, góc S FB sẽ bằng góc SCE. Lý do là do tứ giác BF EC nội tiếp. Rồi, từ hai góc bằng nhau này, ta suy ra được ngay, đó là tam giác SFB đồng dạng với lại tam giác SCE. Trường hợp là góc góc. Đây, ta có ngay được cái tỷ số cần dùng cho ở trên đây là lấy SF ra ngoài. SF ứng với SC, ta lấy SB ở trên này. SB thì ứng với SE. Và các em nhân cái hai nhân chéo lại sẽ được là SF nhân SE sẽ bằng với SB nhân SC. Rồi. Ta đã xong ý C. Còn ý D thì ta có như sau. Rồi, IC, ID thì ta gọi là M, là cái giao điểm của AS trên nhân O. Ta chứng minh rằng là M, H, K và cả thẳng hàng. H chính là trục tâm của nhân ABC và K chính là cái đường kính kể từ A của đường nhân O. Vậy câu D là chứng minh rằng đó là gì đây? M, H, K, thẳng hàng. Để chứng minh sẽ có nhiều cách, nên là sẽ đưa đi những cách nào mà nó tốt nhất. Nhận xét là gì? Hay là gì? Do M á, nó là thuộc cái đường tròn đường kính AK nên là góc AMK là góc vuông. Do đó, nếu mà muốn MHK thẳng hàng á, thì nếu mà ta chứng minh được rằng là AMH cũng bằng 90 độ, tức là AMH là góc vuông á, thì MHK sẽ thẳng hàng thôi. Đó. Như vậy là mục tiêu ta cần phải chứng minh đó là góc AMH phải bằng 90 độ. Rồi. Khi mà các em để ý nếu mà AMH là 90 độ á thì có phải là gì đây? Tức là 90 độ thì có phải là góc M này với E này cộng lại bằng 180 độ. Tức là gì? AMHE nội tiếp. Mà khác em thấy là gì? AMHE nội tiếp mà AFHE cũng nội tiếp. Do đó là cái AMFHE nó cùng thuộc một đường tròn. Đó. Đường tròn này cụ thể hơn chính là đường tròn đường kính AH. Là đường tròn đường kính AH. Đó. Rồi. Mục tiêu là sẽ chứng minh như vậy thôi. Thì để chứng minh được rằng là AMFHE nó cùng một đường tròn sẽ chứng minh như sau. Tôi biết rằng á là theo câu C thì ta biết thì ta có được là SF nhân cho SE sẽ bằng là gì? SB nhân SC. Còn ngoài ra thấy là gì? AMBC nó nội tiếp
Làm tương tự như câu C, ta cũng chứng minh được rằng là SM, chứng minh được là SM nhân SA cũng bằng là SB nhân SC. Do đó là gì? SF nhân SE sẽ bằng SM nhân SA, tức là MA EF sẽ nối tiếp. Đó. Và tương tự mà ta lại có là AEHF lại cũng nối tiếp, cho đó là 5 điểm này cùng thuộc một đường tròn. Và từ đó suy ra được ngay là góc M sẽ là góc vuông. Như vậy ta sẽ làm thêm những cái bước như sau. Nhất là ta sẽ xét cái tam giác SMB và tam giác SA, SMB tức là SCA. Làm tương tự như câu C, người ta ra một cái tỉ số tích như vậy. Sẽ được là góc S chung, tức là ASC chung. Tiếp theo là một góc thôi. Lấy góc C này đi ha. Là góc C này. Sẽ bằng với lại là góc C này thì lại chính là bằng góc M này, cho là cho là góc ngoài có là gì đây, A SMB thì sẽ có là SMB sẽ bằng với góc SCA. Như vậy ta có được đó là tam giác SMB đồng dạng với tam giác SCA theo trường hợp là góc đó. Đây em viết tỷ số ra sẽ được là SM, SM thì ứng với SC, SP thì ứng với lại là SA. Các em nhân lại sẽ được là SM nhân SA bằng SB nhân cho SC. Đây là hai. Còn cái tỷ số của chúng ta ban đầu, số ở câu C ta gọi là một. Như vậy là từ 1 và 2 suy ra được là tỷ số là SM nhân SA sẽ bằng với lại là SF nhân cho SE. Đó. Vì nó cũng bằng là SP nhân SC. Từ cái tỷ số này ta đưa nó về cái chia tỷ lệ, sẽ đưa là về SM chia cho SF bằng với SA, SE chia cho SA. Rồi. Có tỷ số này sẽ liên tưởng tới chứng minh một tam giác đồng dạng, là tam giác nào? SM, F và SEA. Như vậy. Đưa hình này xuống. Rồi. Rồi. Khi có tỷ số này rồi, ta sẽ xét tiếp. Xét tam giác là SMF và tam giác SEA. Chúng ta có thứ nhất là gì? Góc S chung, tức là góc A SE chung. Tiếp theo là gì? Cái tỷ số của chúng ta SM chia SF bằng SE chia cho SA. Như vậy là ta có được là tam giác SMF đồng dạng với tam giác
SEA. Theo trường hợp là cạnh góc cạnh. Mà khi nó đồng dạng rồi đó, ta sẽ lấy hai lấy một cái góc để cho là để suy được là tôi viết nội tiếp. Thì ở đây sẽ chọn góc góc E này là bằng góc M này. Đó, cái đường là góc tương ứng nha là SMF sẽ bằng với góc nào? SEA. Mà rồi, góc trong này bằng cái góc mà bù với góc trong này bằng cái góc mà nó bù với cái góc đối của góc E này. Thế là tôi sẽ được ngay là tứ giác AMFE nội tiếp. Rồi. Mặt khác thì mà cái tứ giác nào ban đầu ta có là AFHE đã nội tiếp rồi. AFHE nội tiếp. Nên là gì? 5 điểm sẽ thuộc cùng một đường tròn FE và H là cùng thuộc một đường tròn. Rồi, khi có 5 điểm thuộc một đường tròn rồi, sẽ lấy 4 điểm cần thiết tạo ra một cái tứ giác nội nội tiếp. Thì khi đó sẽ lấy các điểm cần thiết cho bài của chúng ta là A, M, H, E. Và A, M, H, E sẽ nội tiếp. Khi đó tính được góc là A, M, H sẽ bằng 180 độ trừ đi góc đối của nó là góc A, E, H. A, E, H thì là bằng 90 độ do là HE của góc với AE. Và kết quả ra được là 90 độ. Rồi. Khi đó do là AMH bằng 90 độ suy ra được là AM vuông góc với MH. Mặt khác ta có là gì? AM nó cũng lại vuông với lại gì? AM nó cũng lại vuông với lại là MK. Lý do là do cái góc AMK bằng 90 độ. Do là AMK chính là góc nội tiếp chắn nửa đường tròn O. Vì AM vuông với MH, AM vuông với MK suy ra được là MH sẽ song song với MK. Mà chúng cùng đi qua điểm M sẽ suy ra được là MHK phải thẳng này. Đó. Như vậy ta đã xong cái bài cuối cùng của đề hôm nay. Câu D là một câu rất là dài và ý tưởng nó cũng không khó nhưng mà cái trình bày rất khá là dài. Các em cố gắng chú ý. Cảm ơn các em đã lắng nghe bài giảng hôm nay.